Nếu trong chiến tranh, niềm vinh dự tự hào và đẹp đẽ nhất của người lính là trên trận tuyến đánh quân thủ, thì trong thời bình, cuộc đời đẹp nhất của các chiến sĩ Trường Sa là vững chắc tay súng canh biển trời Tổ quốc. Để có Trường Sa vững chãi như ngày hôm nay, bao tấm gương đã anh dũng ngã xuống. Chính sự hy sinh anh dũng của những người đi trước là lý tưởng sống đẹp cho thế hệ cán bộ chiến sĩ Trường Sa hôm nay, noi gương tự hào và tiếp bước. Ánh mắt cương nghị, quân dung nghiêm trang. Dưới cái nắng gay gắt của Trường Sa, các chiến sĩ trẻ ở độ tuổi đôi mươi vẫn cầm súng đứng gác bên cột mốc chủ quyền của Tổ quốc. Dù thời tiết khí hậu nơi biển đảo Tiền Tiêu luôn khắc nghiệt, nhưng không thể ngăn cản sự kiên trung với chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong mỗi chiến sĩ. Rất khó khăn nhưng tôi cùng với cán bộ các cấp đều phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, dù có mưa gió, đầu sóng ngọn gió thì luôn luôn là vững chắc tay súng để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Đối với Trung úy Lê Đinh Minh Tiệp, được tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc là một vinh dự, niềm tự hào của người lính hải quân. Dù là lính trẻ thời bình, hôm nay và mai sau, các chiến sĩ vẫn kiên định tiếp bước truyền thống của cha anh đã gây dựng. Chúng tôi đã được học tập công tác với những điều kiện hay tốt nhất có thể. Và ở đây thì cán bộ chiến sĩ tôi đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần, cùng nhau vượt qua các nhiệm vụ, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống và quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và canh giữ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ quân dân trên quần đảo Trường Sa vững tâm vượt sóng gió khó khăn, hôm nay đoàn công tác số 7 đã chuẩn bị những phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm cổ vũ tinh thần cho chiến sĩ nơi đảo xa. Cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo rất là vui mừng, phấn khởi, và qua các cái hoạt động, cái sự quan tâm chia sẻ của đoàn thì đã tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo là vững niềm tin, chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tổ quốc là máu thịt thiêng liêng, là tình yêu cao hơn hết trong mỗi trái tim người dân đất Việt. Đối với những người lính hải quân biển đảo Trường Sa, Tổ quốc là hai từ thiêng liêng, là động lực to lớn để mỗi người dù ở biển xa, đảo vắng vẫn luôn chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.